Ok, chào tất cả mọi người. Thì một lần nữa chào mừng mọi người chúng ta đã quay trở lại với channel. Và hôm nay thì mình cũng làm clip mới nhanh lắp đặt thực tế để cho mọi người chúng ta có thêm nhiều cái tài liệu để chúng ta tham khảo khi chúng ta có nhu cầu muốn lắp một bộ âm thanh. Thì hiện tại thì mình đang ở quận 3. Đây là quán Island Coffee House. Và đây là cái không gian mà bên mình sẽ lắp đặt âm thanh. Thì không gian này có diện tích đâu đó cùng tầm 45m2 ở không gian mơ, nằm ở trên lầu 4 mọi người ha. Thì mình sẽ giới thiệu tổng quan sơ qua về bộ âm thanh mà mình sẽ lắp ở không gian này. Thì với không gian như thế này á, thì mình có tư vấn và phối ghép cho khách, đó là một cặp loa SE Audio Technics K12 và một chiếc sub cùng của SE Audio Technics dòng K18. Với không gian diện tích 45m2 này thì cái hệ thống này với cái nhu cầu chơi acoustic thì cũng khá là thoải mái mọi người. Đó. Cho nên là mình còn đã tư vấn là phối ghép cho khách cái hệ thống này khi được lắp ở trong cái không gian này. Và đây là hệ thống máy, mình sẽ nói tổng quan qua để cho mọi người chúng ta được nắm rõ hơn về hệ thống máy này. Máy thì mình sẽ phối ghép đó là một chiếc main 4 kênh DMX, mã của nó là DXH48. Cục đầy này thì có công suất đâu đó là 800W một kênh. Và nếu đánh ở trở kháng 8 ohm, còn nếu như đánh ở trở kháng 4 ohm thì công suất đâu đó là cùng tầm khoảng cỡ 1.400-1.500 mọi người. Nói chung là cục đầy này phối ghép cho bộ loa này thì thoải mái dư sức rồi. Và kèm theo đó thì là một chiếc quản lý nguồn Misao SB108 và một chiếc vang số của X180A. Micro thì mình sẽ phối ghép đó là micro của Soundmic 599 và một bộ đầu màn của Vietka. Kèm theo đó thì bộ này mình có bổ sung thêm đó là một chiếc mixer Soundgrab. Vì cái lý do là khách nhu cầu là chơi band nhạc vào những dịp cuối tuần, cho nên là bắt buộc mình phải sử dụng thêm mixer để cho phù hợp cho vấn đề là khi chơi nhạc, chơi band. Và tiếp đến đó là một chiếc vang số cái 180A, là vì nhu cầu là những ngày thường thì cũng có tổ chức hát cho nhau, mọi người đến đây chơi giao lưu này kia hát, cho nên là cũng cần yêu cầu là cái tiếng micro nó phải nhẹ, nó phải có hỗ trợ echo này kia để cho mọi người chúng ta dễ hát, cho nên là bắt buộc mình phải phối ghép thêm một chiếc vang số nữa. Còn những ngày cuối tuần thì có band nhạc là giới họ hát chuyên nghiệp, cho nên là họ sẽ hát trên mixer, thì khi đó thì cái âm thanh nó sẽ ra mộc mạc hơn, nó sẽ thật hơn, nó sẽ đúng với cái nhu cầu sử dụng của họ. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ tune hệ thống xong, một lát nữa mình sẽ mời mọi người chúng ta cùng nghe và cùng trải nghiệm thử cái chất âm và cũng như là cái hệ thống âm thanh này được phối ghép vào không gian này nó cho ra như thế nào, nó có lực hay không mọi người ha. Ok mọi người, thì sáng giờ anh em cũng đã lắp đặt và setup xong xuôi cả rồi. Và vừa rồi thì mình cũng đã có test một vài đoạn nhạc cũng như là hát. Thì không biết mọi người chúng ta nghe, chúng ta cảm nhận về cái chất âm như thế nào khi một bộ âm thanh này được phối ghép với không gian như thế này. Ngoài ra nữa thì nếu như chúng ta có thời gian hoặc là có dịp thì chúng ta có thể là ghé 25A Cao Thắng, tên quán là A&M Coffee House, để chúng ta nghe, chúng ta đánh giá một cách khách quan hơn. Và bên mình cũng có thường xuyên là lắp đặt những hệ thống âm thanh karaoke gia đình, quán cà phê và cũng như là quán bar, nhà hàng này kia. Nếu như quý vị là chúng ta có nhu cầu thì chúng ta có thể ghé Tiên Vũ để được tất cả các bạn nhân viên tư vấn cho mọi người một cách thực tế nhất mọi người ha. Và bây giờ thì mình sẽ chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye.